hôm nay thì mình sẽ đánh giá cho bạn biết hai loại kem livi vàng và đen mình sẽ so sánh hai loại kem này nó khác nhau như thế nào nha thì kem livi là kem của thái lan được nhập khẩu hai loại kem này kem livi này thì mình thấy được khá là nhiều người ưa chuộng tuy nhiên là nó sẽ có ra nhiều cái mẫu mà nhiều người lựa chọn và sử dụng nhiều nhất là màu đen và màu vàng và nhiều người cũng hỏi sóc mình là cái màu đen với màu vàng nó khác nhau như thế nào cho nên là hôm nay mình làm video này để mình đánh giá hai cái loại này cho mọi người xem nha Bên mình là shop bán hàng, có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Body Livi màu vàng có độ chống nắng thấp hơn, độ chống nắng của kem Livi vàng là 45+, cộng, còn độ chống nắng của kem Livi đen là 60+. Cộng. Nếu có dịp đi biển hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng thì bạn có thể dùng kem Livi màu đen nhé. Ngoài ra thì kem Livi màu đen có độ chống nước tốt hơn, theo đánh giá của nhiều khách hàng là vậy. Nên kem Livi đen sẽ hợp hơn khi bạn đi bơi, đi biển hoặc đi du lịch. Công dụng kem Livi đen và Livi vàng giống nhau nên bạn sử dụng loại nào cũng được, vì chúng đều có tác dụng dưỡng da như nhau. Giá thành của kem Livi vàng và Livi đen cũng ngang nhau thì hai hộp này trọng lượng là 250g, nhưng cái màu đen thì người ta sẽ làm hơi cái hộp to hơn cái màu vàng. Cái màu vàng thì nó được, dát vàng cho mọi người nhìn cũng khá là đẹp và sang, còn cái màu đen thì nhìn rất là huyền bí luôn. Kem này hàng giả nhiều lắm, cho nên mình mua sao cho đúng hàng Thái Lan để mà xài cho nó đẹp nha. Khi mà mọi người mua loại kem body thì mọi người yêu cầu cái tiêu chí đầu tiên là phải trắng. Thứ hai nữa là không bết dít, không lộ bên kem, không dính kem vào quần áo. Thứ ba nữa nếu có thành phần chống nắng thì kem Livy vàng này có chống nắng là 45+, cộng, chất kem Livy màu vàng màu kem nó là màu trắng hơi ngả hồng một xíu. Nó có dạng giống như sữa chua, thì kem này khi mình thoa lên cái cảm giác đầu tiên mà mình cảm nhận được, nó mát lạnh, với lại là kem nó thẩm thấu rất nhanh, và đặc biệt là nó sẽ có nâng tông, make up lên da của mình luôn. Và bây giờ mình thấy, đa phần những loại kem body, thì nó có tác dụng là, sẽ nâng tông da tức thì, và những ai mà kiểu da trắng, thì mình sức lên thì nó sẽ không bị lộ kem. Khi thoa sẽ thấy cảm giác nhẹ nhàng, tự nhiên, và nó không có lộ vân kem, hoặc là gây bết dít gì hết nha. Và đặc biệt nữa là cái cam này có mùi thơm rất thơm, rất là dễ chịu. Cho nên là cái kem Livi vàng này là mình thấy được nhiều khách tin dùng, kem này nó nổi tiếng ở Thái Lan rất nhiều. Tầm khoảng 2 đến 3 năm trước kem Livi vàng này rất nổi tiếng những chị mà săn hàng Thái để đưa về Việt Nam bán, rất nhiều hộp kem Livi màu đen nhìn nó bự hơn, nhưng mà thực chất là cũng có 250g thôi. Nhưng khối lượng bằng với kem Livi vàng. Cái chất kem Livi màu đen này màu trắng, hơi ngà và nó hơi vàng vàng xíu nó cũng giống như sữa chua vậy đó, và khi mà mình sức lên, thì nó tạo cái cảm giác mát lạnh cái kem Livy màu đen, thì nó sẽ dẻo hơn kem Livi màu vàng, cái chất màu đen thì nó hơi dẻo hơn, nó hơi đặc hơn cái màu vàng một xíu, và khi mát xa lên da thì nó cũng thẩm thấu rất nhanh. Nó cũng nâng tông da lên. Nói chung kem Livy màu vàng, màu đen có số gam bằng nhau. Kem Livy màu đen và màu vàng tương đương với nhau về cái chất kem, chỉ khác nhau cái mùi. Nhưng mà mỗi cái sản phẩm thì có một mùi thơm khác nhau, và cái kem Livy màu đen này nó hơi dẻo hơn cái kem Livy màu vàng một xíu, và khi bạn xài khoảng một tuần sẽ thấy da mình bật tông lên rất nhiều. Kem Body Livy hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Body Livy hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.